bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Khán giả phản đối Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân tái hợp, nguyên nhân ra đâu? Nhiều fan của Triệu Lệ Dĩnh không đồng tình khi cô tái hợp với Lâm Canh Tân trong dự án Dự Phượng Hành, thực hư thế nào? Dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết Dự Phượng Hành đang được khán giả khắp nơi quan tâm. Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin, một số người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh phản đối việc cô tham gia bộ phim Dự Phượng Hành đóng cùng Lâm Canh Tân. Nguồn tin cho biết thêm, nguyên nhân khiến nhiều người phản đối Triệu Lệ Dĩnh nhận Dự Phượng Hành không phải do vấn đề kịch bản hay bản diễn, mà vì cốt truyện của phim quá cậu huyết, họ lo lắng Triệu Lệ Dĩnh sẽ bị liên lụy khi phim lên sóng. Bên cạnh đó, nhân vật mà cô đảm nhiệm nếu so với các tác phẩm trước cũng không có gì mới, nên khán giả có phản ứng gay gắt như vậy là điều dễ hiểu. Mong kịch bản có tí đột phá, chứ sợ chị bé bị chê thụt lùi. Cái kết của bộ này còn đau hơn Hoa Thiên Cốt. Thôi đừng tái hợp, dễ gây cảm giác nhàm chán lắm. Vì cái bóng mấy bộ phim trước quá lớn nên ngại là đúng. Dự Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của nữ tướng Thẩm Ly bị ép gả cho một người đàn ông hào sắc. Lúc bỏ trốn, Thẩm Ly bị thương, cô được một người phàm tên Hành Vân mang về chăm sóc. Lúc này, Thẩm Ly đã hóa thành chim phượng, sống bình yên bên cạnh ân nhân của mình. Tuy nhiên, Thẩm Ly về sau phải rời đi, còn Hành Vân chạy qua sinh lão bệnh tử rồi qua đời. Được biết, Dự Phượng Hành là dự án phim của trang cấp S, có kinh phí khủng do Tencent đầu tư sản xuất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.